Thị trường chứng khoán trong nước ngày hôm nay giữ được sắc xanh suốt phiên giao dịch, nhưng thanh khoản lại thấp trong kỳ khối ngoại bán ròng. Đáng chú ý nhất là phiên hôm nay, ở nhóm cổ phiếu ngành dịch vụ viễn thông. Đây là nhóm tăng mạnh nhất thị trường với trợ lực từ ELC tăng 3,18%, VGI tăng 6,35%, FOX tăng 6,37%, VNZ tăng 6,4%. Tiếp đến là nhóm cổ phiếu thép khi không còn mã nào ở chiều giá đỏ. Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay thì VN Index tăng 4,49 điểm lên 1.246,6 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 496,8 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 11.379,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 244 mã tăng giá, 168 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.